phiên ngày mùng 8 tháng 7, thanh khoản 20.198 tỷ, giảm 13,87 điểm xuống còn 1.374 điểm. Viên 30 giảm 17,56 điểm xuống còn 1.521 điểm. Thanh khoản thấp, giảm điểm thì là một phiên không quá xấu đúng không? Một phiên không quá không, một phiên không quá xấu. Thì sau những cái phiên mà giảm điểm mạnh xong lại hồi phục rất là mạnh, xong lại giảm điểm như thế này với cái khối lượng thấp thì uh, điều đó chứng tỏ là Tay to và tạo lập Họ muốn phân phối Họ vẫn chưa phân phối Được hàng hết Cho nhà đầu tư Thì có thể Một vài phiên tới Nó sẽ kéo lên Đúng không Nó kéo lên Để mà Nhà đầu tư có thể tham gia uh, fomo mô Xong rồi bắt đầu Nó mới úp Thì úp Đúng không Bây giờ tin xấu ra Rất nhiều rồi nhá. Tin xấu ra rất nhiều rồi Khối ngoại Bán dòng 156 tỷ Tập trung vào NVL CTG VBank SSI Vietcombank à, Họ mua dòng là VHM HBG MBB GX MHN. thị trường thế giới đang rất là biến động đúng không? À, uh, Dow Jones đang tăng 0,3%, Nasdaq đang giảm 1,26%, giảm rất là mạnh đúng không? NMB đang giảm 1,29%, Châu Á cũng vậy, Nikkei giảm 0,88%, Shanghai giảm 0,79%, Hàn Sen giảm 2,79%, giảm rất là mạnh đúng không? Kospi giảm 0,99%, thị trường Châu Âu cũng vậy, đang giảm điểm rất mạnh thị trường của mình hôm nay cũng giảm điểm mạnh đúng không? Thị trường của mình hôm nay cũng giảm. Uh, VN30 giảm 1,14%, VN-Index giảm 1%. Đúng không? Thì bây giờ đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường hôm nay xấu tốt ra sao. Đấy, thị trường thế giới đã như vậy rồi. Trong nước thì uh, dịch bệnh đang hoành hành đúng không? Dịch bệnh đang hoành hành thì liệu kịch bản nó có giống như những cái nước khác không? Cũng uh, đánh xong rồi phân phối xong rồi dần dần đánh tích lũy xong rồi đánh lên một nhịp nữa nếu mà chia lại luôn thì thì nó sẽ dễ dàng để đánh hơn bởi vì trong giai đoạn này thì mình cũng khuyến nghị mọi người đầu tư 50% tài khoản thôi đúng không nếu mà chia lại ván mới mà đánh xuống vùng 1.200 dòng xong vượt lên thì nó lại ok đúng không nhưng mà để xem tạo lập họ đánh như thế nào tất nhiên là còn rất là nhiều tin xấu xảy ra rồi thì với các quan điểm cá nhân của tôi thì năm nay vẫn là một năm chứng khoán vẫn còn tăng nhá thì nó có thể là đạp xuống xong bắt đầu lại đi lên thôi thì bây giờ là chọn những cái cổ phiếu nào để an toàn để mà mình có thể đánh chung hạ trong năm nay đúng không đánh chung hạ trong năm nay có những cổ phiếu nào thì lên cắt để mà theo dõi thêm đúng không? hồi lên chỉ để bán và theo dõi thêm chứ nếu mà giữ có khi là vẫn còn thủng tiếp đúng không thủng tiếp xong rồi rất là đau đầu à, đi sâu vào phân tích dòng ngân hàng trước đi Techcombank Techcombank ừ, hôm này về giá tham chiếu thì uh, có những cái dấu hiệu nhận biết để mà thị trường nó upo hay không Đó là những cái phiên break đỉnh đúng không? Những cái phiên break đỉnh mà sau khi break Khoảng tầm uh, tối đa là Long phiên đúng không? Tối đa là Long là phiên mà cổ phiếu không tăng được nữa đúng không? Nghĩa là không cao hơn được cái uh, Ví dụ như con Techcombank này chẳng hạn đúng không uh, Cái um, điểm của nó cao nhất là Cái hôm ngày mùng năm tháng 7 là 58.1 nếu mà tầm hai phiên nữa mà không cái, có, nó không bứt được qua cái Techcombank nó không bứt được qua 58.1.1 nghĩa là cái phiên đấy nó break không thành công đúng không? Thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà à, thị trường có thể là chỉnh trong chung và ngắn hạn đúng không? Chung và ngắn hạn. Có thể một tháng, có thể hai tháng. Rất là khó nói. Nếu mà nhà cái nó chia lại luôn toàn mới thì lại dễ đánh đúng không? Chia lại bán mới thì lại dễ đánh. Đang cầm sẵn tiền rồi. Đúng không? Đang cầm sẵn tiền rồi nhưng mà có Techcombank này một trong những mã mà mọi người có nên đi nên chú ý để mọi người có thể tham gia nhé thứ nhất là nó có hai cái nền cực kỳ cứng này hai cái nền cực kỳ cứng này một nền nhá một nền tập vùng 49 này một nền cái vùng mà 40 này đó một nền vùng 40 này những cái con này là đầu tư chung và dài hạn rất là thích đấy thì con này nếu mà mình nghĩ là thị trường nó chỉnh cùng nắm nó chỉ xuống tầm uh, giá vùng 49 thôi nhé. Cái vùng hỗ trợ này đã, đã cực cứng rồi thì nếu mà thị trường có chỉnh hay gì thì con này chỉ xuống được dùng vùng giá 49 thôi Mình nghĩ vậy một tây con tay con banh là một trong những mã rất là khỏe của thị trường cho nên mọi người có thể yên tâm nắm giữ được nếu mà hai phiên tới mà không bứt được qua cái vùng năm tám một thì mọi người có thể giảm tỷ trọng bớt đúng không? giảm tỷ trọng bớt nếu mà ubo đúng không ubo thì hai phiên tới nó không bứt được qua cái vùng năm tám một thì mọi người có thể giảm bớt tỷ trọng 50% mươi nhá giảm bớt tỷ trọng 50% mươi xong bọn kia nếu mà đợi thị trường nó chỉnh xong bắt đầu gia tăng trở lại Đấy là phong cách đánh của mình Tại sao lại Thì mọi người sẽ hỏi là Tại sao không bán hết mà chỉ giảm 50% Bởi vì biết đâu thị trường nó sẽ đánh lên đúng không Rằng dịch bệnh này Kênh đầu tư nó ít Thì cũng không biết ý đồ của tạo lập sẽ như thế nào đâu Ai cũng nghĩ là nó chỉnh Nhưng mà tạo lập biết đâu Đánh ngược lại Đấy Bao nhiêu lần rồi đúng không? Bao nhiêu lần rồi Ai cũng nghĩ là thị trường sẽ Chia lại và mới Đánh số 1.200 Hoặc 1.320 Hoặc là 1.300 chẳng hạn nhưng mà tôi nghĩ nếu mà nó úp thì tôi tôi nghĩ nó không xuống tầm vùng 1320 đâu có kiểu xuống hơn đấy. Thủng ngưỡng 1300 cơ. Thì à, tiền ở trong tài khoản chứng khoán bây giờ cũng đang rất là nhiều rất là nhiều người đang đợi tiền để mà đợi thị trường đánh xuống để người ta có thể bắt đúng không có thể bắt thì liệu tạo lập có đánh như cho mọi người để mà mọi người bắt hay không đấy, đấy, câu hỏi là như vậy nhưng mà bây giờ mình cũng nên giảm thiểu rủi ro bằng việc những cái cổ phiếu tốt như này nó mà không bứt được qua cái vùng 58.1 trong hai phiên tới đúng không? Hai phiên tới mà không bứt được qua vùng 58.1 là mọi người phải cân nhắc để mà mọi người giảm bớt 50% tỷ trọng. Thậm chí là những cái mã khác thì mọi người nên giảm bớt hoặc là cắt bớt đi. Bao giờ thị trường nó chia lại thì mình tham gia sau cũng được, chấp nhận phải cắt lỗ thôi nhá. Nếu các bạn nào đang tham gia, còn các bạn nào mà đang giữ tiền thì cứ chưa tham gia vội nhá. Cứ chưa tham gia vội cứ đợi đi, biết đâu đó. chia bán mới thì lúc đấy mình tham gia sau có lợi thế hơn. Trong giai đoạn này thì các bạn vẫn có thể đầu tư nhưng mà đầu tư với khối lượng tiền nhỏ thôi. Nhưng mà cái hôm 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 mùng 7 tháng 7 là cái hôm mà các bạn vào tiền là chuẩn nhất rồi. Còn những cái phiên ngày sắp tới đây là có thể thị trường nó đánh lên nhưng mà các bạn có thể win về T0 đấy nhưng mà chưa chắc T3 các bạn đi really win đâu. Cho nên là những cái phiên tới các bạn đầu tư phải cần thật là thận trọng và chọn những cái cổ phiếu tốt các bạn đầu tư nhé com banh này là một trong những mã mà các bạn có thể tham gia đầu tư được bởi vì là nó có những cái nền hỗ trợ tốt nhưng mà đợi cho nó xuống giá vùng giá đẹp hẳn đi rồi tham gia nhé. chứ bây giờ đầu tư lên thì ít mà lỗ thì nhiều nhá, tăng thì ít mà lỗ thì nhiều. giai đoạn này khó đánh đấy chứ không phải đơn giản đâu. giai đoạn này khó đánh đấy, cho nên mọi người cũng nên kiên nhẫn một chút nhá, kiên nhẫn một chút đầu tư kinh doanh thì ít kênh rồi bây giờ làm ăn bây giờ giãn cách hết thì bây giờ tiền nó đổ vào đâu cũng hết kênh rồi nhưng các bạn rút ra thì cũng đợi thị trường nếu nó nó chia lại thì tốt đúng không chia lại nhanh luôn thì tốt nó cứ linh xà linh xình lại khó đánh CTG hôm nay nó có những cái dấu hiệu tốt như là tạo lập họ vẫn kéo những cái trụ như MBKG này mới đúng không MBKG, mới nó kéo những cái mã đó lên đó một dấu hiệu tốt CTG CTG là một trong những mã các bạn nên giữ thôi Nó mới đang ở cái vùng nền này Còn đầu tư con này thì thôi nhỉ? Chia cổ tức xong mà tăng được đúng một cây mà Hôm nay giảm 1,2% những cái này Chưa nên vội các bạn tham gia nhá Chưa nên vội thì các bạn tham gia Con này mà nó gãy cái vùng MA50 nhỉ? MA50 có khi nó đi đi xuống cái vùng hỗ trợ sau này đúng không? Về Về vùng 33, 70 thì cũng đau đầu cho nên là các bạn nên cân nhắc nhá Cân nhắc con này thì ừ, ưu tiên là các bạn giữ thì cũng tỷ trọng 50% thôi Giai đoạn này chỉ đầu tư thế thôi, không đầu tư nhiều đâu nhé Giai đoạn này đầu tư thế thôi Những bạn nào mà xấu, những cái con CTG này chẳng hạn nhé CTG này chẳng hạn nếu mà có lên trên vùng này đi Con CTG này rất là may mắn ở trong nhóm Thực cực kỳ may mắn cái con CTG này bởi vì trong nhóm không ăn cổ tức mà Không ăn cổ tức cũng khuyến nghị mọi người là Thôi, bán con CTG này đi ăn cổ tức bằng cổ phiếu lại còn trong nếu mà thị trường ở trong cái vùng mà bứt 1.200 thì sẽ cho mọi người ăn cổ tức con CTG này nhưng mà con CTG này là một trong những mã mà trong nhóm không ăn cổ tức đúng không? trong trong nhóm nó bán đi để không ăn cổ tức đợi bắt đáy à, đợi xong rồi chia xong để mà bắt thì cũng có những bạn mà trong nhóm mới bắt CTG hôm 7 tháng 7 ở giá tham chiếu gần giá tham chiếu thì không biết là về T3 các bạn có win không Nhưng mà con CTG này trong đó khoan cổ tức Đúng không? Thế là thoát được một cây, cây sàn Thoát được một cây sàn Nhưng mà CTG đánh thế này là yêu quá Đúng không? chia cổ tức xong rồi đánh thế này thì yêu quá CTG Xong nhá Giữ thì cứ giữ thôi, bạn nào giữ thì giữ thôi Tỷ trọng tầm 50% thôi, giai đoạn này đầu tư Lời ít lỗ nhiều Đúng không? Cứ để cho mà đạo lập họ Xem nó đánh một hai phiên tới như thế nào đã Kể cả ngày mai nó hồi lên hồi lên các bạn có thể canh các bạn giảm bớt tỉ trọng những cái mã uh, mà các bạn thấy nguy hiểm chẳng hạn những cái mã nó uh, đang cái vùng ví dụ ngon CTG chẳng hạn nếu mà lên trên cái vùng này thì mọi người cũng có thể tham gia mà chốt lời ví dụ rất là nhiều bạn mà bắt đáy cái ngày bắt ATC ấy, bắt ATC ngày mùng 6 tháng 7 có khi ngày mai về T3 thị trường chưa chắc đã tăng mạnh đâu nhưng mà mình thiên về ngày mai có thể tăng nhỉ. Ngày mai hoàn toàn có thể tăng. Nếu mà úp luôn thì rất là dã dạ man nó luôn rất dã dạ man bây giờ thị trường này cũng không thể nói trước được điều gì cả Đó, thị trường này phân tích kỹ thuật nó 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 không đúng đâu Đó, phân tích kỹ thuật nó gần như là không đúng đâu nó thì gọi là cái những cái điểm mua thì các bạn có thể về được những cái vùng hỗ trợ đúng không mà phân tích kỹ thuật nó chỉ như vậy thôi ví dụ như kiểu con techcombank chẳng hạn nó về những cái vùng hỗ trợ cứng thì mọi người mà đầu tư chung và dài hạn thì mọi người có thể bắt dần đúng không mọi người thì có thể bắt dần như cổ vsm chẳng hạn fpt chẳng hạn đấy những về những cái vùng hỗ trợ mọi người có thể bắt dần xong rồi về xuống những cái vùng hỗ trợ sâu hơn thì mọi người bắt thoải mái và tất tay đánh chung là hạn trong năm nay rất là khó thua đúng không? rất là khó thua năm nay thì tôi nghĩ thị trường chứng khoán nó vẫn là ổn đấy mọi người ạ vẫn là ổn ctg xong mọi người nhé mọi người nhé xong giữ giữ thôi còn tham gia bây giờ thì tất nhiên là sẽ không khuyến nghị mọi người mua trong dạng này rồi nhá điểm mua thì để xem thị trường nó đánh như thế nào đúng không? thị trường nó đánh như thế nào Mua thì đã mua từ hôm qua rồi, đúng không? Mua thì cũng đã mua từ hôm qua rồi, mã nào mua thì mua từ hôm qua rồi. Cái mã mua từ hôm qua kỳ vọng nó nhiều như vậy, đúng không? Bắt được cái giá như vậy. Thế mà cuối cùng chỉ có lời được tầm 2%, đúng không? Lời được có 2%. Đẹp như vậy mà cũng chỉ có lời được 2% thì thị trường này không đáng để mọi người đầu tư đâu nhá. Có đánh đẹp như vậy mà lời ít. Không đáng để mọi người đầu tư đâu nhá. TV Bank con mà đánh kỹ thuật đẹp như thế mà nó còn không tăng được. TV Bank tăng 0,7%. Con này hôm nay có những lúc mà nhịp nó tăng rất là tốt lên tận 38, 90 cơ mà. Nó chạm vào cái vùng kháng cự này thì gặp những nhà đầu tư họ bán đi. Nhìn chung về con TV Bank này thì nó vẫn là ổn mọi người nhé. Mọi người vẫn tham gia nắm giữ đi. Nhìn chung là nó vẫn ổn, nó vẫn đang ở một cái vùng nền hỗ trợ này cực kỳ mạnh đúng không? Cực kỳ mạnh hỗ trợ này. Nó tạo một cái nền ở đây này xong rồi lại tạo một cái nền ở trên này nữa đúng không? con này nó có có nguy cơ nếu mà thị trường chung mà ổn là con tivi Bank này một trong những mã có thể bứt 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 qua vùng đỉnh rất cao con tivi Bank này nhá. tivi Bank này nếu mà thị trường chung là, nó hấp thụ cũng tốt rồi. Nếu mà nếu mà thị trường chung nó không phải cái giai đoạn mà bất ổn như này thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người bắt con tivi anh này ngay. Thật đánh như này đẹp đấy. TV Bank um, STB STB giảm 2,7% Con này cũng có cái vùng hỗ trợ dưới này Nhưng mà cái con này thì kháng cự nó nhiều quá đúng không? Kháng cự đó trên cái vùng này nó rất là mạnh Thì mọi người có thể cân nhắc lên trên này Mọi người giảm bớt tỷ trọng đi Giảm bớt tỷ trọng đi Xong rồi mình theo dõi những cái mã nào nó khỏe hơn thì mình tham gia sau Con này là một trong những mã tôi nghĩ là nó không khỏe lắm đâu con còn đang ở cái trạm cái vùng hỗ trợ dưới này nếu mà lỡ một gãy thì cũng đi cũng rất là xa đấy nhá. Đi rất là xa đấy mặc dù là khối ngoại họ gom con STB này nhiều. Đó, gom STB này nhiều. Mà nếu mà thủng cái vùng hỗ trợ này là cũng đau đầu nó Con này phải theo dõi thêm. Bây giờ thị trường bây giờ là phải theo dõi thật là kỹ, có gì mình sẽ khuyến nghị mọi người trong nhóm sau nhá. Thị trường bây giờ phải theo dõi thật là kỹ, con nào đẹp, con nào khỏe thì mình sẽ khuyến nghị trong nhóm sau. STB xong nhá. Cứ bây giờ là cứ giữ thôi. Và đợi hồi thì có khi là mọi người canh mọi người Nếu mà bạn nào giữ thì trọng STB này nhiều Đúng không? Có thể canh vào mọi người chốt lời STB Lớp, Liên Việt đi Liên Việt Liên Việt hôm qua tăng một phiên trần Đúng không? Hôm nay đầu phiên cũng tăng cũng rất là tốt Lên 30, 50 Về kết phiên giảm 0,2% Những con này thì tuyệt đối mọi người không nên tham gia Nhá trong giai đoạn này thì tất nhiên là con những cái con kiểu như này là tuyệt đối không nên tham gia rồi tin tốt ra rồi mà còn không tăng điểm nữa thì nói chuyện làm gì? Hôm qua là một phiên mà tăng trần mà khối lượng thấp đấy, tăng trần mà khối lượng thấp đấy thì là không tốt, tăng trần mà khối lượng thấp là không tốt rồi. Và hôm nay nó nó xác nhận luôn là mã này là mã không tốt rồi, xác nhận luôn là mã này mã không tốt rồi. Mặc dù đó ở cái vùng tích lũy này nhưng mà xác nhận hôm nay là một mã không không quá tốt để mọi người tham gia đầu tư trong giai đoạn này đâu không khỏe đúng thuộc vào dạng không khỏe tùy mọi người nhá với quan điểm cá nhân của tôi là như vậy nhỉ với quan điểm cá nhân của tôi là như vậy đáng nhau hôm nay nó phải tăng điểm cơ còn liên việt này hôm nay phải tăng điểm mà cái khối lượng nó ồn ổn, ổn tí thì mình gọi là đẹp nhưng hôm nay nó còn giảm điểm hôm trước tăng trần mà hôm nay giảm điểm thì nó không 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 đẹp rồi mà nó là dòng banh đang ở vùng tích lũy mà nó còn không tăng đó. khối lượng nó không ủng hộ không tham gia OCB cũng giảm 1,3% phần trăm Ừ. dòng banh đều có những cái vùng kháng cự rất là mạnh nha nhìn qua về dòng banh đấy có mỗi con Techcombank nhìn cấu hình của nó còn ổn nhất còn Techcombank mà không dẫn dẫn dắt được thị trường thì không có con mã nào dẫn dắt được đâu nhá về Techcombank đi đợi hai phiên nữa con Techcombank không bất đỉnh thì có thể thị trường sẽ đau chen đấy nhá thị trường sẽ đau chen đấy nên mọi người phải cẩn trọng trong giai đoạn này đấy. nên giữ 50% tiền và tuyệt đối không đầu tư margin Tuyệt đối không đầu tư mà gì ACB ABB đi ABB cũng được Giảm 1,7% Loại 2 thì tất nhiên là mọi người phải giảm tỷ trọng thôi nhá. Loại 2 mọi người phải giảm tỷ trọng đi ừ, Nếu mà ngày mai có những cái nhịp nó hồi lên Thì tôi tốt nhất những cái loại 2 này tôi, Mọi người giảm tỷ trọng cho an toàn đúng không? Giảm tỷ trọng cho an toàn đã Rồi tính BVB BVB vậy giảm 4,68% cân nhắc nhá cân nhắc loại 2 loại 2 chỉ khi mà um, ví, dụ còn, uh, ví dụ con Techcombank nhá ví dụ con Techcombank mà thị trường chung nó ổn thì bắt đầu mới tham gia lại loại 2 mặc dù nó vẫn ăn ở cái vùng hỗ trợ như này nhưng mà nếu mà nó thủng những cái vùng hỗ trợ nó sẽ đi rất là sâu nhá đây nó những cái vùng dưới này nó có hỗ trợ được cái gì đâu không hỗ trợ được cái gì cả nếu mà con này thủng xuống nó sẽ có khi lại về cái nền cũ hoặc là nếu mà đẹp hơn thì nó sẽ đánh lại cái vùng mà 17 đúng không? Đánh lại cái vùng 17 hoặc 19 80 ấy, đánh quanh quanh cái vùng đó. Đấy, đấy là đẹp nhất, còn đâu nếu mà nó xấu thì nó có khi nó quay trở lại cái vùng tích lũy như này. Nhưng mà như thế thì lúc đấy thị trường có khi là chỉnh xuống tầm vùng 1200 nhỉ. Cho nên những cái con kiểu BBB này mà có cơ hội mà nó hồi ấy nhá. Hồi thì mọi người cứ giảm bớt tỷ trọng đi hoặc là bán hết đi để mà khi mà thị trường nó ổn định trở lại đúng không? Bây giờ những cái tin xấu nó ra hết rồi bây giờ các ông tạo lập các ông muốn gì thì các ông làm đi đúng không các ông tạo lập bây giờ muốn gì thì các ông làm đi đấy dịch bệnh đấy thành phố hồ chí minh bắt đầu thế lọ thế kia rồi hà nội đấy cũng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bây giờ cũng có những cái công văn rồi thì bây giờ là những cái con loại hai này thì mọi người cứ phải bảo đảm gọi là an toàn đi nhờ bảo đảm an toàn đi nhưng mà một hai phiên tới nó vẫn có những cái nhịp hồi ấy thì mọi người cân nhắc là mọi người bán bán đi bán đi để mà khi mà những cái loại một nó như kiểu con techcombank nó bứt được qua đỉnh mbb chia cổ tức xong nó bứt được qua đỉnh và thị trường nó ổn nữa nghĩa là không phải kiểu là phân phối tay to không phải phân phối mà xu hướng có thể tiếp tục phải đánh lên thì lúc đó mình tham gia loại hai sau nhá loại hai là những cái dòng rất là nguy hiểm hôm qua phân tích rồi phân tích về loại một và loại hai như thế nào rồi khi thị trường bất ổn thì loại hai nó sẽ những cái dòng mà dễ mà bị bán nhất, dễ mà bị bán nhất, và cái cấu hình của nó còn như là nó nó đang giữ cái vùng nền này mà nó lại thủng mất cái vùng nền, đúng không? không hôm nay nó không tăng. Nếu ví dụ hôm nay mà giữ trở trên cái vùng nền, ví dụ hôm nay nó tăng trên cái vùng này, cơ đúng không? hoặc là nó giữ ở vùng giá tham chiếu cơ, thì nó sẽ là ok để mà mọi người nắm giữ. Còn như nó đánh nó thủng như này rồi thì rất là dễ nó sẽ đi sâu xuống, đúng không? Rất là dễ đi sâu xuống. Cho nên mọi người phải cân nhắc nhá, cân nhắc đấy. Um, MBB, Đấy, MBB một trong những dòng banh rất là khỏe của thị trường mà những cái con này mà không bứt được qua cái vùng đỉnh thì rất là chán, đúng không? Dòng tiền đánh mạnh mẽ như này, ủng hộ như này mà con MB này không bứt được qua vùng đỉnh thì thị trường nó sẽ rất là xấu nhé. Dòng dẫn dắt như này mà không bứt được qua đỉnh. BID, BID. MBB thì mọi người cứ giữ thôi đúng không? Kỳ vọng là một trong những dòng dẫn đầu qua. Nếu mà các bạn không thích ăn cổ tức thì mọi người chọn phương án là bán đi nhá. Đấy, tùy mọi người. Trong giai đoạn này thì mình sẽ không khuyến nghị mọi người ăn cổ tức đâu. Nếu mà ăn cổ tức bằng tiền thì ok nhưng mà nếu mà ăn cổ tức bằng cổ phiếu thì tôi nghĩ là không phải là lựa chọn quá tốt đúng không? Không phải là lựa chọn quá tốt đấy trong nhóm đấy. Không ăn cổ tức CTG và tôi cũng không ăn cổ tức CTG. Chọn phương án là bán đi. Đấy, may đấy vừa bán đi xong thì nó úp bô BID là một trong những mã rất là khỏe đấy mọi người ạ. thì tôi nghĩ con này có xu hướng nó đánh lên. Mặc dù là kháng cự của nó rất là nhiều đúng không? Kháng cự của nó rất là nhiều luôn nhưng mà cái cấu hình cảm giác như này thì có thể nó sẽ đánh lên đúng không? vùng A50 đánh lên. Thì bây giờ thị trường nó bất ổn như này thì có phải có những cái dòng mà nó cứu thị trường đúng không? Có 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 những dòng cứu thị trường thì con BID nó đang đạt nó đang đạt, nó, con này nó có một vùng hỗ trợ tốt là khi chạm những cái vùng 43 44 trong bắt đầu cứ đánh lên. Đấy, thì con này thì có khả năng là sẽ là những cái dòng mà có thể là cứu thị trường nhá, với quan điểm của tôi là như vậy. Còn à, thôi, các bạn nào giữ thì cứ giữ thôi nhá, đừng có mua. Tôi ta trong giai đoạn này tôi chẳng khuyến nghị ai mua cả. Mua thì đã liều thì, thì liều từ hôm qua rồi. Nếu mà mua thì phải đợi cho thị trường nó xác nhận đi, nó, nó tạo lập nó đánh như thế nào hôm nay nó đánh như thế rồi khả năng ngày mai có thể là sẽ đánh lên nhưng mà đánh lên xem cái thanh khoản có tốt không đánh lên thanh khoản phải cao cơ à, thanh khoản cao nhưng mà nếu mà thanh khoản thấp thanh khoản thấp thì tăng điểm phải tốt tăng điểm phải tốt và những cái có những dòng dẫn dắt ví dụ như kiểu techcombank nó vượt đỉnh đi đúng không đấy là những cái dấu hiệu để mà có thể là thị trường đấy các tin xấu nó ra hết rồi các ông tạo lập không thích đánh nào đánh đi nhìn về xa thì thị trường nó vẫn là ổn mọi người ạ nhìn về xa thì thị trường vẫn ổn cho nên các bạn nên tập trung và giữ những cái mã nó tốt nhờ? những cái mã tốt mà có những cái nền hỗ trợ nó tốt thì uh, có nếu mà có thị trường có chỉnh thì những cái mã đó nó sẽ hồi phục rất là nhanh đúng có giảm thì xong rồi nó sẽ hồi phục rất là nhanh BID xong nhá Vietcombank Vietcombank không quá xấu đúng không? Không quá xấu nó Có những cái vùng hỗ trợ dưới này thì tôi nghĩ là khi mà thị trường đúng không? Khi mà thị trường à, như con Vietcombank này một khi nó đã bứt được qua những cái vùng kháng cự cực kỳ mạnh rồi, đúng không? Một một khi nó đã bứt được qua cái vùng kháng cự cực kỳ mạnh này rồi thì con Vietcombank này một trong những mã tôi tin nó sẽ tiếp tục đánh lên đấy. Nó sẽ là một trong những dòng nó cứu của thị trường. Thì mọi người cân nhắc nếu mà các bạn mà liều ấy nhá, các bạn mà liều ấy, Hôm trước là nó thể hiện rồi Hôm trước nó thể hiện rồi đúng không? Chạm cái xuống cái vùng 106 là rút chân lên luôn còn là hôm nay nó là cũng là một cái phiên nữa đúng không? Chạm vùng 109 Chạm vùng 109 rồi nó rút chân lên đúng. nên là thể hiện cái vùng hỗ trợ dưới này là cực kỳ mạnh rồi Thì con Vietcombank này là một trong những ma mà, mà mọi người có thể cân nhắc đúng không? Cân nhắc là mọi người có thể tham gia Mà đầu tư hoặc là nắm giữ Nhưng mà thôi ừ, ưu tiên là nắm giữ chứ không nên đầu tư những con này Mặc dù biết là vùng hỗ trợ của nó mạnh như vậy rồi đúng không? mạnh như vậy rồi con này chỉ phân tích kỹ thuật như vậy thôi nhưng mà giai đoạn này thì phân tích kỹ thuật nó cảm giác nó không được ổn cho lắm đúng không không được ổn cho lắm đấy các bạn xem trong giai đoạn này đấy tạo lập họ thao túng như vậy atc nó cứ tăng giảm liên tục phân tích kiểu kỹ thuật kiểu gì có những mã không thể nào mà phân tích kỹ thuật như kiểu con tch thì phân tích kiểu gì test lại vùng đỉnh à, à test test lại vùng đáy à nó rất là nhiều bạn sẽ nói là thị trường hôm nay test lại vùng đáy, rất là nhiều bạn sẽ nói test lại vùng đáy nhưng mà trong giai đoạn này thì mình chỉ phân tích như vậy thôi, theo gọi là phân tích kỹ thuật đơn thuần thôi, đọc tâm lý hành vi của tổ chức và cá nhân thì là thị trường nói chung là họ chưa phân phối được, họ chưa phân phối được bây giờ là phải xem một vài phiên tới để xem xác nhận các ông đánh như nào đã, Chứ làm sao mà bây giờ phân tích có ý nghĩa gì đâu, đấy những cái mã đẹp như vậy. Đúng không? Tôi còn tham gia cái mã đấy cùng mọi người Bắt cái mã cái đẹp như trong tranh như vậy Mà cuối cùng không tăng nổi Đúng không? Không tăng nổi Mà tăng được gọi là bắt được cái giá đẹp hôm qua Đến hôm nay thì lời được hai phần trăm Không giải quyết được cái gì cả Do giai đoạn này đầu tư nó khó khăn đến như vậy Đẹp như trong tranh như vậy mà không tăng NVB con này đang ở giữ được vùng hỗ trợ nhưng đánh như này nó ổn rồi, đánh như này ổn rồi. Hôm nay 8 tháng 7 tăng 0,5% khối lượng cao hơn hôm qua đúng không? Thế là ổn Nhìn thấy nó ổn rồi sau dòng banh nhá Dòng banh là xác nhận như thế đi Những cái dòng dẫn đầu như kiểu là Techcombank, MBB Thì nó phải vượt đi đúng không? Hai con đấy là mũm hai mã mà khỏe Cũng như là cấu hình đẹp Tương đối đẹp của thị trường đấy Những cái con đấy là cấu hình tương đối đẹp của thị trường Mà nó không bứt được lên thì thôi không còn nói chuyện gì nữa Thị trường chung Dòng dẫn rách dắt, dắt này, banh, trứng thép thì dòng banh nó bây giờ chưa quá xấu dòng thép thì xấu rồi đấy trứng thì cũng nó là dòng đặc thù đúng không nó là dòng dòng đặc thù cho nên là khi mà thị trường giảm xuống thì nó cũng giảm theo thôi về những cái vấn đề kinh doanh lợi nhuận thì sẽ không bàn những cái dòng trứng mà khi mà thị trường upo thì đến một điểm nào đó ví dụ mà chạm vùng một nghìn hai trăm một nghìn ba trăm hai mươi các thứ thì các bạn canh mà mọi người bắt dần thì lúc đấy thì mình sẽ cho mọi người bắt ở những cái vùng mà nó cũng vùng hỗ trợ thì bắt dần ở những cái vùng đó không? Chạm xuống một vùng hỗ trợ thì bắt vùng đó xong rồi bắt đầu nếu mà xuống thêm thì bắt đầu gia tăng. Nếu mà các bạn nó thích dòng chứng khoán nhá. Dòng chứng khoán năm nay yên tâm là sẽ rất là tốt nhá. Dòng chứng khoán năm nay yên tâm là sẽ rất là tốt cho nên các bạn bắt đáy dòng chứng khoán tôi nghĩ là ổn đấy. Nhưng mà bao quan trọng là các bạn bắt ở cái vùng nào thôi, đúng không? Quan trọng bắt được vùng nào thôi. sau dòng chứng khoán à, xong dòng ngân hàng đi sang dòng chứng khoán SSI này. SSI hôm nay có những lúc tăng cũng rất là tốt, năm năm 50 thì các bạn hỏi là uh, tôi còn có giữ con SSI này không thì tôi vẫn còn giữ SSI nhá tôi vẫn còn giữ con SSI tôi đợi nếu mà nó xác định mà nó đánh lên trên này có khi tôi tranh thủ mà tôi bán nốt nhưng mà tôi cũng chả thích bán bởi vì con SSI này tôi kể với mọi người rồi đúng không? tôi đã bán bớt 60% phần đang chuyển sang BR và đánh BR một thời gian thì một vài phiên trước đến ngày mùng 1 tháng 7 thì bán con BR rồi bảo các bạn trong nhóm cũng bán con BR đi rồi nó đánh xấu quá thì họ bán con BR con BR thì dòng dầu khí năm nay cũng vẫn là tốt nhưng mà cái điểm mua nó chưa được đẹp mọi người ạ tí nữa sẽ phân tích dòng dầu khí sau nhá SSI thì với quan điểm của tôi thì mọi người hoàn toàn có thể vẫn còn tiếp tục giữ được thôi là vẫn còn tiếp, tiếp tục giữ được lên trên này thì mọi người canh mà chút lời đi các bạn xem này khi mà thị trường nó bất ổn đúng không? dòng chứng khoán sẽ là những cái dòng mà nhà đầu tư lôi ra bán đầu tiên đúng không? lôi ra bán đầu tiên mà những cái mà hôm nay nó thị trường giảm mạnh như vậy mà nó không giảm quá nhiều nó giảm có 0,2% hai toàn nhà đầu tư cá nhân nó bán thôi toàn nhà đầu tư của cá nhân nó bán thôi có thể các bạn sẽ nói là dòng chứng khoán nó chưa phân phối được hết ờ, ừ, thì đấy cũng là một quan điểm của 10 mọi người đúng không? Các bạn xem là cái phiên ngày mùng 7 tháng 7 nó chạm xuống cái vùng hỗ trợ một vùng 50 50 là bắt đầu là nó bứt lên luôn, đúng không? chạm vùng hỗ trợ, hỗ trợ ở dưới này thì nó bứt lên luôn nó cũng thuộc vào một trong những dạng khỏe mà hôm qua dòng tiền nó tham gia tốt đúng không tham gia tốt ngày mùng bảy tháng 7 con này thì tôi vẫn giữ nhá 40% tôi cũng chả một thích bán để làm gì với tỷ trọng tài khoản của tôi cũng chỉ 50% thôi con SSI này thì đã bán trước rồi chốt lời rồi chốt lời chuyển sang BR xong lại chốt lời BR về tiền mặt của tôi vẫn còn 50% trăm, còn tiền ngoài nữa thì nếu mà thị trường nó đi xuống <laughs> tranh thủ mà bắt thôi à, bắt thì cứ bắt cái dòng khỏe khỏe đi bắt bắt những dòng khỏe khỏe xong rồi bắt đầu thị trường nó ổn định lại xong rồi bắt đầu là mình mới hướng sang những cái dòng loại 2 các bạn phải hiểu cái cách thức là như vậy nhá đây SSI hiện giờ nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ ra sau này vùng uh, 49 đi nhá vùng 49 49 50 là một này cái vùng 44 43 43 44 là hai đúng không đấy này vùng hỗ trợ như vậy còn vùng hỗ trợ cứng nhất của con SSI này vùng hỗ trợ cứng nhất của con SSI này sẽ là vùng 37 nhá. Vùng 37, vùng hỗ trợ cực cứng mà khi mà xuống cái vùng hỗ trợ 37 này các bạn có thể nếu mà các bạn nào canh nhá, nếu mà xuống được cái vùng hỗ trợ 37 này các bạn bắt thoải mái bắt tất tay luôn được nhá. Đánh 50% luôn được. Nhưng mà tôi nghĩ nó không xuống được vùng 37 này đâu. Kể mặt kể cả thị trường nó úp xuống 1.200 thì con SLI này tôi nghĩ nó không xuống được cái vùng 37 này đâu. VND VND, ừ. um, uh... VND, vì dòng chứng khoán nó tốt mà. VND hôm nay giảm 0,9% Bình thường nó đang vùng hỗ trợ này Mọi người nếu mà còn nắm giữ tỷ trọng thấp thì cứ giữ thôi nhỉ Dòng uh, chứng khoán nó đặc thù mà Cho nên các bạn cũng nên cân nhắc Giảm tỷ trọng xuống có tầm uh, 50% thôi nhỉ 50% hoặc là 30 uh, 20% thôi Tùy mọi người, mỗi người có một phong cách mà Với quan điểm của tôi thì tôi vẫn giữ uh, Con SSI Chờ đợi mà Thích bán thì bán ở cái giá cao hơn đi Hiện giờ thì dòng chứng khoán Chưa quá xấu mọi người Dòng chứng khoán nó chưa quá xấu Hiện giờ đấy Các bạn xem thị trường bất ổn như vậy Giảm điểm mạnh như vậy Mà cuối cùng dòng chứng khoán Nó có giảm nhiều đâu Nó rung rũ đẹp như này mà Nó rung rũ đẹp như này Giảm có 0,8% HCM Dòng chứng khoán với quan điểm của tôi Thì mọi người vẫn Cân nhắc có thể giữ được thì trọng thấp được à, Thị trọng thấp được. VCI giảm 2,9%. Đúng, có một cái vùng hỗ trợ dưới như này nhưng mà con VCI này là những cái con mà tôi không thích bởi vì là khi mà con này mà thủng những cái vùng hỗ trợ này mà khi thị trường nó giảm xuống ấy, đúng không thì con này nó cái vùng hỗ trợ nó yếu nó chỉ thủng có mỗi cái vùng hỗ trợ gần nhất vùng, uh, đấy vùng 51 này thôi đúng không? Vùng 51 này nếu mà thủng cái vùng hỗ trợ 51 này nó sẽ đi rất là xa, xong rồi nó đi xuống có thể là sẽ là vùng 41 ấy nhá. Cho nên những con VCI này tôi không khuyến nghị mọi người nên tham gia. Còn tùy mọi người thôi, mỗi người một quan điểm mà loại 2 xem nào SBS loại 2 thì tất nhiên là không thể nào khuyến nghị mọi người đầu tư trong giai đoạn này rồi loại 2 này SBS có vùng hỗ trợ cực cứng ở vùng này đó vùng à, vùng mà mọi mình vùng mà tôi cho mọi người bắt đấy vùng mà 13 ấy, đúng không vùng hỗ trợ cực cứng ở cái vùng 13 12 con SBS này nếu mà thủng thì nó sẽ vùng hỗ trợ cứng nhất là sẽ ở cái vùng mà vùng 8 nhưng mà tôi nghĩ nó khó có thể xuống được cái vùng 8 đó mà loại 2 này cũng chả biết thì là lần nó Dòng upcom mà Giảm biên độ mạnh Các bạn xem hôm nay này dòng chứng khoán nó không quá xấu đâu Hôm nay là cái Thanh khoản cực kỳ thấp Thanh khoản cực kỳ thấp luôn Dung rũ khối lượng thấp Về kỹ thuật gọi là đẹp đấy đúng không Về vùng hỗ trợ này Còn SBS này thì uh, Sau khi gặp cái, cái búa thanh giá ngày mùng 2 tháng 7 thì Bảo mọi người thích chốt thì chốt đúng không? cho mọi người tham gia vào những ngày mùng 22 tháng 6 rồi, 24 tháng 6 rồi đúng không? nên trên này thì mọi người phải chốt đi những cái con này là tùy target của mọi người thôi. À, dòng ngân hàng thì con SHB, con SHB là một trong những mã mà đem lại lợi nhuận trong nhóm rất là lớn luôn. À, cho mọi người bắt ở vùng 27, 20 đúng không? ngày nào cũng bảo mọi người canh mà mọi người có những cái nhịp nó tăng ảo lên thì mọi người bán. thì con SHB này thì rất là nhiều bạn bán ngày mùng 6 tháng 7 rồi, rất nhiều bạn bán ngày mùng 6 tháng 7 rồi thì ngày mùng 7 tháng 7 có cái nhịp là lên 3250 hôm qua con HP này tôi không phân tích quên mất. 350 thì con này thì mình khuyến nghị mọi người đánh chung vào ngắn hạn thôi đúng không? Có điểm mà. ngày nào cũng sáng nào cũng không tôi thì anh Vũ thì cũng nhắn trong nhóm là uh, cứ đặt ảo đi, cũng đặt ảo đi một giá gần trần đánh quanh quanh tăng 57% á, 57% 7 8% là cái, đặt cái vùng giá đó thì ví dụ các bạn đặt ngày 7 tháng 7 đấy đúng không? Nó lên được giá vùng 3250 Ví dụ các bạn đặt tầm 3240 40 đấy cũng tăng 6 7 8% đấy. Đúng không? Thì các bạn khớp được. Thì hiện giờ thì các bạn vẫn đang nếu mà bạn nào vẫn còn giữ con SHB này thì các bạn vẫn đang lãi thôi nhưng mà những con này nó đang ở cái vùng hỗ trợ này thì các bạn nào mà giữ thì vẫn cố mà giữ nhưng mà thôi. Những con này thì mình bảo mọi người canh mọi người chốt lời thôi đúng không? Những cái con này thì không khuyến nghị là bọn mọi người đánh chung và dài hạn. Bởi vì là con này nó lái quá. Thì bảo mọi người đánh cái vùng 27 27, 20 lên trên này thì mọi người chốt là tùy ra ghét thôi Có những bạn mùng 5 tháng 7 đã chốt rồi Có những bạn chốt muộn mùng 6 tháng 7 Bạn nào chốt muộn hơn thì mùng 7 tháng 7 Đấy, có Tùy điểm mua đẹp rồi Còn chốt, chốt lời là tùy mọi người thôi nhá Dòng chung và ngắn hạn mà Ok, xong SHB nhé à, Dòng chứng khoán tiếp đi BSI BSI nó chưa xấu đâu nha nó đang vùng hỗ trợ này nhưng mà những cái dòng này mà đi lên trên vùng này đó lên trên vùng này mọi người canh mà mọi người giảm bớt tỷ trọng đi dòng chứng khoán thì loại hai thì không nên quá kỳ vọng nhiều FTS giảm 2,3 phần trăm bình thường vùng hỗ trợ này nó về vùng cái vùng hỗ trợ này Con này thì mình sẽ không khuyến nghị mọi người đầu tư đâu nhé không khuyến nghị mọi người đầu tư đâu nó 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 chỉ có một cái vùng hỗ trợ quanh vùng này thôi đúng không? Nếu mà nó thủng nó sẽ đi rất xuống rất là nhanh. nó thủng xuống đi rất là nhanh đúng không? Có khi nó về luôn cái vùng hỗ trợ cũ này. Nó luôn về luôn cái vùng mà 28, 29 đúng không? Cho nên con này là những cái mã mà trong những giai đoạn mà khó khăn này thì mình khuyến nghị là mọi người không nên đầu tư. MSB MSB Và đây là ngân hàng MBS MBS À MSB vừa cũng không có tích đúng không? Giảm 2,1% bình thường mọi người nhé. Dòng này thì cứ phải đợi đợi cho dòng dòng chủ lực Nhờ là, là Techcombank đi Techcombank và um, MBB đấy. Nó tăng tốt thì nó mới nói chuyện được. MBS MBS hôm nay tăng 2,7% nó đánh theo đúng kỹ thuật đấy nhưng mà cũng không khỏe lắm, nó tăng cũng không khỏe lắm, rất là khó có thể bứt đỉnh được. Cho nên những cái mã kiểu như này mà mọi người thấy mà lên trên cái vùng đỉnh này thì mọi người canh mọi người giảm bớt tỷ trọng đi nhá. Dòng chứng khoán nên giảm bớt tỷ trọng yeah, trong những cái, những cái giai đoạn mà thị trường bất ổn như này thì dòng chứng khoán nên giảm bớt tỷ trọng đi. Kỳ vọng thì chỉ là 50% thôi, tối đa 50% thôi. Xong dòng chứng khoán sang dòng thép đi, dòng thép đau đầu đấy. À, dòng thép đau đầu đấy nhá. HBG HBG giảm 1,8% thường thì uh, những cái dòng mà nó đánh theo kiểu như này thì theo phân tích kỹ thuật thì lên trên này mọi người cứ tranh, tranh thủ mọi người bán đi nhé lên trên những cái vùng hỗ trợ này thì mọi người bán đi bởi vì là uh, hồi lên chỉ để bán thôi khi nó nó gãy những cái vùng uh, đây trước là một cái vùng tích lũy của nó nhưng mà nó gãy vùng tích lũy mà nó không tăng nó không bật được lên ví dụ hôm qua tăng ba đáng nhá hôm nay nó tăng cơ ví dụ hôm nay nó sẽ tăng lên đúng không hôm nay tăng lên sẽ sẽ là đẹp mọi người có thể tiếp tục nắm giữ và đầu tư nhưng mà hôm nay nó lại cái dòng mà lại còn giảm điểm, đó, dòng giảm điểm và nó đang đánh như thế này thì những cái phiên sau mọi người canh hoặc mọi người bán nó giảm tỷ trọng đi nhá, bán và giảm tỷ trọng đi bao giờ nó đánh lại lên những cái vùng uh, tích lũy này rồi tham gia sau. Dòng thép nó không xấu nhá, dòng thép nó không phải là uh, dòng xấu trong năm nay và nó sẽ có những cái nhịp nó sẽ đánh thôi nhưng mà trong giai đoạn này thì tôi nghĩ là mọi người nên giảm tỷ trọng theo phân tích kỹ thuật là như vậy, đó, giảm giảm bớt tỷ trọng đi lên trên này, giảm bớt tỷ trọng đi nó những cái vùng kháng cự như này cực kỳ mạnh luôn, đúng không? cực kỳ mạnh luôn. Cho nên là phải đợi có những cái dòng thép phải đánh lại đi nhá đợi đánh lại đi. Cho dòng tiền đánh mạnh mẽ vào đi. dòng tiền lên trên này nó cần nhiều tiền lắm, nhá. hpg như con này lên, nó mà đánh được lên trên vùng này nó cần rất là nhiều tiền để nó hấp thụ, hấp thụ được. thậm chí mình bán đi mà nếu mà đánh tốt thì mình quay lại sau cũng được, nhá mọi người không việc gì mà cố tham gia đâu. HSG này, con này là một trong những mã rất là xấu, đúng không? rất là xấu nó gãy rồi. Con này gãy rồi Con này gãy rồi Thủng cả MA50 Vừa MA50 luôn Con này gãy rồi nhá Con này gãy rồi Con này thì Cái phiên mà mùng 2 tháng 7 cũng Với cả mùng 5 tháng 7 Mình cũng bảo là con này Nó đang trong giai đoạn phân phối rồi Để chỉ đợi mà nó Bứt lên thì Mọi người canh bán thôi Đúng không Đấy. Con này thì trong nhóm là bắt ở cái vùng 40 Đúng không Bắt cái vùng 40 thì đang đợi có những bạn mà có những bạn trong nhóm đấy các bạn bán luôn đến những cái vùng mà khi mà tôi bảo phân phối thì có những bạn người ta bán luôn đúng không bán luôn và có những bạn đang giữ thì vẫn đang lỗ đúng không đang giữ vẫn đang lỗ thì còn uh, hsg này thì có những cái nhịp mà hồi lên nhá hồi lên mọi người bán đi chấp nhận phải bán cắt lỗ đi xong bao giờ đánh lại rồi tham gia sau nhá nhưng mà các bạn không bán có khi là tích lũy lâu đấy nhá hsg có khi là tích lũy lâu đấy Oh, có những bạn nào mà con Hsg cho điểm mua rất là đẹp rồi đúng không? Mua vùng vùng 40 lên trên này. Lời cũng được phải 5 6% các bạn nào mỗi người có một target mà. Đúng không? Các bạn nào mà thấy hôm mình phân tích vào phân phối tôi có những bạn bán luôn. Đúng không? Có những bạn bán luôn. đem lại lợi nhuận cũng 5 6% các bạn chuyển sang những dòng khác. Bạn thấy thị trường nó bất ổn mà. Đúng không? Thấy nó phân phối thôi. Phân phối là như thế nào? Phân phối là khi mà đúng không? Tăng điểm mà khối lượng nó không ủng hộ. Đúng Những cái phiên này phiên này thì khối lượng nó ủng hộ nhưng mà nó tăng nó không quyết liệt, Đây, các bạn xem phiên này tăng không quyết liệt, tăng chỉ có ba năm mươi một phần trăm thôi, Đó. và tăng xong thì nó lại quay trở về lấp gáp, lấp gáp lại giảm điểm, Đó, giảm điểm, đấy nó phân phối, phân phối kiểu như vậy các bạn thấy trong một giai đoạn tăng thốc này, xong rồi một giai đoạn đi ngang như này, mà nó không không bứt được qua đỉnh quá nhiều gọi là phân phối nhá, phân phối này, phân phối này, phân phối này, đấy cho nên đây là những cái vùng nó gãy rồi, cho nên là khi mà hồi lên mọi người canh, mọi người bán đi nhá, hồi canh, mọi người bán đi. Có một những cái nhịp hồi của dòng thép thì mọi người canh, mọi người bán đi. Giảm bớt tỷ trọng dần đi nhá, giảm bớt tỷ trọng đi. TLH này, TLH này, con này cũng đấy, dòng thép gãy hết rồi này. Về vùng hỗ trợ mạnh như này mà nó đang xuống cái vùng hỗ trợ này rồi, đúng không? Nhưng con này tốt nhất là hồi lên mọi người canh mọi người bán đi anh sai hết cả cấu hình đi rồi đúng không vi phạm nguyên tắc trầm trọng rồi vi phạm nguyên tắc trầm trọng rồi đúng không? phải bán đi nhá nam kim nam kim hồi lên chỉ để bán thôi nam kim là một trong những mã khỏe của dòng thép như này mà hôm nay vẫn giảm một bốn phần trăm khỏe như này về lớp gáp này về lớp gáp hôm trước là về lớp gáp xong rồi hôm nay cũng không đánh được lên những cái phiên mà sắp tới dòng thép là chắc phải đánh lại thôi Và để mà dòng thép hiện giờ thôi hiện giờ thì tôi thấy là con nam kim này một trong những mã đẹp nhất hsg thì xấu rồi đúng không hsg thì xấu rồi hbg cũng không đẹp lắm đâu mặc dù khối ngoại nó đang gom ấy. là không đẹp lắm đâu nam kim nhá những cái dòng thép này tôi chắc chắc là mọi người phải giảm bớt tỉ trọng thôi mặc dù đẹp như này mà cũng phải giảm bớt thôi bom này Bom thì không phải bàn thôi, những cái con này có bao giờ cho mọi người tham gia đâu mà Không tham gia những cái con này, kháng cự thì quá là nhiều, thanh khoản thì thấp đúng không? Hồi lên một hai cây mọi người phải canh tranh thủ mọi người bán đi Nó tạo mộ á, nó tạo mộ TVN TVN thì um, hôm uh, cái phiên ngày mùng 2 tháng 7 ấy, đúng không? Cái phiên ngày mùng 2 tháng 7 thì mình bảo là mọi người Cái chú ý con TVN này nếu mà ngày mùng 5 tháng 7 mà nó chạm cái vùng MA20, MA20 50 MA 100 mà rút chân lên và tạo cái giá ở vùng giá tham chiếu là xanh ấy, thì mọi người có thể tham gia mua con TV này. Nhưng mà ngày mùng 5 tháng 7 thì nó lại giảm điểm nó thì cho nên tất nhiên là nó không đạt được cấu hình thì mình sẽ không mua đúng không? Không, không mua. Nếu mà nó tạo một cái cây nếu rút, rút chân mà về giá tham chiếu của là xanh cơ thì mọi người có thể tham gia mua nhưng mà nó tạo như này thì tuyệt đối không mua, thậm chí là mọi người phải bán nó nó vi phạm cấu hình. Và gió nó dòng loại 2 nhá, nó là dòng loại 2 cho nên là khi mà nó giảm điểm thì nó giảm rất là mạnh mẽ này thủng hết cái vùng hỗ trợ rồi còn gì Đó, thậm chí những con này nó đi xa nữa những cái con này hồi lên mọi người tranh thủ mọi người phải cắt giảm bớt tỷ trọng đi nhá giảm bớt tỷ trọng đi dòng thép tôi nghĩ nó sẽ có những cái nhịp hồi đấy nhá nó sẽ có nhịp hồi đấy để hồi để mọi người tranh thủ mọi người bán đi thôi nhá dòng dầu khí br br ừ, br thì um... BR thì mình đã cho cho mọi người điểm mua rồi Nhìn xa thì con BR này rất là tốt Thì sẽ cho mọi người có thể tham gia lại con BR này nhá vùng Nếu mà nó vừa xuống cái vùng 15-20 thì mọi người bắt mạnh mẽ luôn đúng không? Xuống cái vùng 12-20 bắt mạnh mẽ luôn Không phải nghĩ Hôm trước thì bảo là xuống uh, 17-70 thì mọi người có thể tranh thủ mọi người um, Mua được 50% trước đúng không? Xong bắt đầu là nó đã xuống được 17-70 đâu Chưa xuống được vùng 17-70 thì mọi người chưa quay trở lại cái con uh, VR thì anh Vũ anh cho nhóm trong nhóm mua bán ngày mùng 1 tháng 7. Tôi thì cho nhóm trong nhóm lâu năm rồi bán ngày mùng 2 tháng 7, bán giá rất là cao ngày 2140 ấy. Tôi cũng bán 2140. Thì um, con này kỳ vọng là đánh lên rất là nhiều bởi vì là giá dầu các thứ nó tăng mà nó không đánh được mà khi mà nó đạt những cái cấu hình tốt rồi đúng không? Dung dụ khối lượng thấp rồi mà nó tầm 1 2 phiên tối đa là 3 phiên đúng không? Đến cái phiên mùng 1 tháng 7 là 3 phiên sau viên những cái phiên nó đánh đẹp như thế. Mà rung rũ một khối lượng thấp và test cung khối lượng cao mà giảm điểm là xấu đúng không? Thì anh Vũ anh cho mọi người bán luôn. Và muộn hơn thì ngày mùng 2 tháng 7 bắt đầu nó bán hết. Đấy. Nó vi phạm nguyên tắc mà, nó, nó, vi phạm nguyên tắc là phải bán. Anh Vũ cho bán sớm vào ngày mùng 1 tháng 7 cho các bạn trong nhóm bán hết con VR. Mua mùng 18 20 mà tôi cũng kể mọi người mà, gom 18 20 rất là nhiều. Nhân, trong nhóm mong 15-20 này, 18-20 này, đúng không? Đây trên này có những bạn mà cái bán sớm là 28 tháng 6 là tôi bảo mọi người trong nhóm là bạn nào mà tranh thủ mọi người bán đi đúng không? Tùy target của mọi người 28 tháng 6 là giảm bớt 50% tỷ trọng thì kỳ vọng 50% thôi. Đúng không? BR này thì tôi sẽ cho mọi người điểm mua sau nhá đấy thì hiện giờ cứ nhìn quanh quanh các bạn trên youtube này thì có thể tham gia vào 1770 tham gia 50% trước nếu mà xuống cái vùng 17 70 tham gia 15 50% trước. Còn xuống cái vùng 15 20 tham gia mạnh mẽ, thậm chí đánh 50% tài khoản cũng được nhá. 50% tài khoản cũng được. Nhìn về xa, các bạn nhìn về xa thì những con BR này sẽ là một trong những mã mà có thể nó sẽ hồi phục nhanh đấy nhá, hồi phục nhanh đấy. Kinh doanh lợi nhuận tốt lắm những loại này thì nó phải đánh theo kiểu là nhìn về cả tầm vài tháng cơ, được. Kết quả kinh lợi nhuận kinh doanh nó khủng khiếp lắm giá dầu cũng tăng mà. Giá dầu còn tốt thì những cái con kiểu như BR này thì tuyệt vời. Không phải bàn. BVT mà điểm mua là phải chọn chọn tốt đúng không? Điểm mua chọn tốt thì mới đem lại lợi nhuận còn điểm mua không tốt là không đem lại lợi nhuận gì đâu. BVT BVT ừ, giảm một cho. Nói chung là điểm mua của dòng dầu khí vẫn chưa đạt đâu nhá. BVT nó gãy đang nó đang gãy rồi. BVS cái thì mình đợi cho nó tích lũy lại đi đúng không? Nó đánh hẳn hoi tử tế đi thì bắt đầu mình tham gia sau có những cái điểm mua tốt hẳn thì mình mới tham gia trong giai đoạn này. Thì các bạn phải chọn những điểm mua thật là tốt. Đây có những cái con BVS này bây giờ nó đang về cái vùng hỗ trợ này rồi đúng không? Về vùng hỗ trợ mà vùng 23 24 rồi. Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là vùng 22 đúng không? Thì con này là một trong những mã mà các bạn khi mà xuống những cái vùng hỗ trợ này bắt dần này. Ví dụ xuống cái vùng mà 23 đi nhá, xuống vùng 23 xong bắt xong rồi xuống với vùng mà 21 22 thì bắt đầu các bạn nào mà thích con BBT này à BVS này thì có thể tham gia về uh, 20 30 phần trăm tài khoản được BVC BBC đấy là dòng dầu khí nhá dòng dầu khí này BBC cũng về cái vùng hỗ trợ cũ rồi này, này. hôm nay tăng một phần trăm con này về vùng hỗ trợ ở cứng của nó rồi hỗ trợ thứ hai là vùng uh, 8 đi con này về vùng hỗ trợ cứng và hôm nay là một trong những dòng dầu tăng điểm đó. tăng một phần trăm Dòng dầu vẫn chưa Mình vẫn nghĩ là mọi người chưa nên, chưa nên tham gia vội Giá đẹp hẳn thì mọi người mua nhá. BVD BVD cũng vậy Nhưng con này vẫn chưa tham gia vội đâu Nó cũng đang ở cái vùng tích lũy quanh quanh này Cho tích lũy dài đi đúng không? Dài đi, dòng dầu khí vẫn chưa vội mọi người tham gia đâu Chưa vội mọi người tham gia Cho tích lũy dài đi, cho nó đánh hẳn hoi từ thế đi Rồi tham gia sau BVD Oi rồi vẫn chưa tham chứ vẫn chưa tham gia rồi. có thể nó sẽ về, về cái vùng hỗ trợ cũ này nhá về về vùng hỗ trợ cũ thì bắt đầu là mọi người thích con này thì mọi người có thể tham gia vùng 12 đi nhá vùng 12 đi đấy là thích ấy. còn đâu nếu mà tôi chọn thì tôi vẫn ưu tiên con BR hơn đấy Con dầu dầu khí tôi rất là thích con BR có những cái vấn đề mà mình chọn những cái mã nào nó có nền tảng đi đúng không? nền tảng đi xong nhá dòng dầu khí xong Đó, nó bất động sản đi DG DG tăng 3,1%, ừ, hôm nay có những lúc tăng trần đấy đúng không? Tăng trần gần trần ấy. tăng 24 giá cao nhất là 24. DG. Thế con này thì cũng mọi người cũng cũng không nên đầu tư đâu nó, mặc dù nó ở cái vùng hỗ trợ rồi đấy nhưng mà nó rung rũ như này là bình thường. Mà cũng không nên đầu tư nó kháng cự quá nhiều nó kháng cự quá nhiều. Nam Nong này. Nam Nong tăng 1,5% những con này hồi lên trên cái vùng này thì mọi người cân nhắc mà ai giữ tỷ trọng nhiều nhé giữ tỷ trọng thấp tầm 50 thì thôi không phải bán còn nếu mà giữ tỷ trọng nhiều nếu lên trên vùng này thì mọi người phải giảm bớt tỷ trọng đi nhé giảm bớt tỷ trọng đi con này là một trong những mã nó cũng có, có những cái vùng hỗ trợ dưới mạnh này vùng hỗ trợ tiếp theo của vùng 33 các thứ là vùng siêu mạnh đúng không? siêu mạnh nhé về đơn giản vùng uh, siêu mạnh 33 con này đang cái vùng hỗ trợ còn siêu mạnh ở vùng 33. 33 các bạn nào thích con nam long này thì có thể bắt dần đúng không? Bắt dần. DXG. DXG tăng 4,8% 4,8%. Con này khi lên cái vùng hỗ trợ này thì mọi người nên à, cái vùng kháng cự này thì mọi người cũng tranh thủ một mọi người giảm bớt tỷ trọng đi đúng Con này là những <laughs> bạn nào mà không bán ở những cái vùng mà tôi khuyến nghị này, 14 tháng 6 và lốc gáp là bán luôn đúng không? Khi mà nó đánh cấu hình như này mà lốc gáp là phải tranh thủ mà một cái bán ngay. Gặp những cái cấu hình như này kháng cự của nó cực kỳ lớn và mạnh mẽ, dòng tiền không tham gia vào ngày ngày 14 tháng 6 các bạn phân tích kỹ thuật thì các bạn phải sẽ biết đúng không? Khi mà nó tăng lên mà khối lượng nó không tham gia và gặp cái vùng kháng cự thò luôn xuống là phải không, mọi người bán luôn. Ít nhất là nếu mà bạn nào giữ tỷ trọng nhiều con đế cờ này vào ngày 14 tháng 6 là mọi người phải giảm bớt 50% rồi. Đấy. Học phân tích kỹ thuật là các bạn phải hiểu những vấn đề như vậy nhá nó đã giảm xuống cái khối lượng lớn rồi khi hồi lên này anh vùng tích lũy như này Dung rũ cái khối lượng thấp và một hai phiên sau mà không tăng là mọi người phải bán luôn Đó, bán luôn vi phạm những cái vấn đề cấu hình rồi Đó, vi phạm vấn đề cấu hình rồi có đấy này trong nhóm chả ai giữ có khuyến nghị đâu DG xong. Mã nào nhỉ? KDH <laughs> KDH, ừ. KDH, con này một trong những mã tương đối khỏe đấy nhỉ tăng không về một nhưng mà vẫn chưa đạt thì mọi người tham gia đâu nhá, chưa đạt thì mọi người tham gia đâu. Con này có thể là một trong những mã đậu. có thể gánh thị trường, ấy, đúng không? nó vẫn giữ được cái vùng nền này, giữ được vùng nền này. Trong giai đoạn này thì mọi người vẫn chưa nên tham gia vội. Dòng dẫn dắt thì mọi người tham gia đi, đúng không? Dòng dẫn dắt như Techcombank, các thứ liều thì liều vào những cái con nhiều, dòng dẫn dắt nhiều liều vào những kiểu con Techcombank vhm banh, VHM, FPT đi liều những con đó đúng không? về những cái vấn đề nền tảng mà sau nếu mà còn lỡ mà Ubo đúng không nếu mà lỡ Ubo thì thì những cái mã đó nó sẽ hồi phục nhiều hơn nhưng mà đến giai đoạn này thì nó chưa có điểm vào đẹp đúng không? điểm vào thì tôi sẽ cho mọi người điểm vào sau xong VHM Đấy, con VHM vẫn bình thường mọi người nhé nó có cái vùng hỗ trợ cực mạnh ở cái vùng mà uh, 111 112 đúng không Tiếp theo lại vùng 105 Tiếp theo nữa vùng 199 uh, Con này làm sao mà nó có thể giảm sâu được Rất là khó đúng không? Rất là khó có thể giảm sâu được cho nên một trong những mã uh, Nó đã bứt được qua cái vùng 112 rồi đúng không? Nó vẫn đang xứ được cái vùng 115 này tôi nghĩ Con này nó sẽ đánh quanh quanh cái vùng 100 Chạm vùng 120 rồi rút cho nên này Tôi nghĩ là cùng lắm nó sẽ về được cái vùng mà 115 này thôi nhá, 115 này thôi quanh trăm vùng 115 Con này trong nhóm thì vẫn giữ Con này trong nhóm vẫn giữ Mua từ vùng 99 này, gia tăng này 105 này. Gia tăng lần cuối là giá 109 Nhưng mà bây giờ mọi người vẫn lãi đúng không? Vẫn lãi nhưng mà trong cái thị trường bất ổn này thì mọi người phải chấp nhận thôi Nếu mà mọi người giữ thì mọi người phải chấp nhận thôi đúng không? Đánh chung và dài hạn nhìn xa một chút Yep, xong với HM VIX VIX thì vẫn chưa tham gia vội đúng không? chưa tham gia vội giảm 2,6% dòng này vẫn chưa tham gia vội đợi đi nó có thể đánh quanh quanh cái vùng này xong bắt đầu nó mới ướt lên kháng cự nó nhiều như này các bạn tham gia làm gì chưa vội nhá chưa vội đi dòng này nó phải tích nền ở vùng dưới này đi xong bắt đầu nhưng mà dòng này tôi nghĩ là mọi người không nên tham gia đâu nhá không nên tham gia đâu nếu mà tham gia cũng chỉ để lướt thôi nếu mà lướt thì sẽ tôi sẽ khuyến nghị cho mọi người sau nhá vnm vnm Ừm, dũ khối lượng thấp này Con này khối ngoại vẫn đang miệt mài gom đấy Tầm nhìn xa mà nhưng mà Nói chung giai đoạn này thì tôi nghĩ mọi người không nên đầu tư vội không? không nên đầu tư vội MVKG MVKG Đây mở gáp này Búa trao cổ này Canh mà mọi người chốt lời bớt đi nhỉ Chốt lời bớt đi Mà khối lượng của nó rất là tốt Khối lượng của nó rất là tốt các anh chốt lời bớt 50% kỳ lợi vọng 50% nhá Cặp cấu hình như này thường thường là mình sẽ phải bán đi đúng không thường thường là sẽ phải bán đi MSN MSN con này tốt này không tiền đánh ổn đúng không? Dùng, dùng. nhưng con này đánh hơi lạ chưa đạt nó đánh lên rồi đúng không chưa đạt đánh lên rồi Mà tạo lập thao túng đấy, đúng không? tạo lập thao túng nó cố kéo những cái con trụ này lên, cố kéo những cái con trụ này lên chưa đạt mà nó đã đang tăng lên rất là tốt rồi Đó. tạo lập và cô kéo những cái mẫu hình như này thì phân tích kỹ thuật làm sao được khối lượng không đạt mà hôm nay tăng vẫn 3,3 phần trăm tăng 3,3 phần trăm ai giữ thì cứ giữ thôi đúng không ai giữ cứ giữ thôi tạo tạo lập nó đang hướng đến những cái mã kiểu như này nếu kéo lên rồi thì um, mọi người kỳ vọng thì mọi người cứ giữ thôi đúng không? một trong những mã khỏe của thị trường NVL con này là giảm gần sàn rồi con gì thôi. con này thì hôm cái hôm mà thị trường bộ nó tăng 1,74% thì mình bảo là con này nhìn như thế thôi chứ không khỏe đâu nó tạo lập đánh cho mọi người xem đấy đúng không tạo lập đánh cho mọi người xem nó phải phân phối hàng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu tham gia nhiều bắt đầu nó sẽ đánh hôm nay con NVL này khối ngoại bán rất là nhiều đúng không còn NVL khối ngoại bán rất là nhiều bán rất là nhiều và mạnh mẽ NVL những con này thì tuyệt đối mọi người không nên tham gia đầu tư Nếu mà Đây nó có vùng hỗ trợ này này Có cái vùng hỗ trợ Tương đối mạnh Ở cái vùng mà 104 103, 104 đúng không? Để xem nó Có thể nếu mà nó xuống được cái vùng 103, 104 Nó đánh sẵn như thế nào đúng không? Có thể đánh tích lũy quanh Nhưng mà điểm mua thì chưa phù hợp nhá. Bắt táy thì chưa tôi nghĩ là không phù hợp đâu Có thể ngày mai nó sẽ tăng luôn đấy Nhưng mà tăng lên có khi bạn nào kẹt thì Chỉ để bán đó. Rất là khó có thể hồi được cái đỉnh cũ Uh, NVN Xong ấy, yeah. hôm nay phân tích vậy thôi Nhìn qua về thị trường tôi thấy Có những cái mã mà mọi người có thể cân nhắc nhiều là Đấy, FPT này FPT này, khi mà Nó có những cái vùng hỗ trợ nó tốt các bạn Nhìn con FPT thì các bạn xem này Vùng hỗ trợ nó cực kỳ mạnh ở những cái vùng mà Tầm 83, 84 bốn. Cho các bạn trong nhóm cũng mua cái vùng 83, 84 Nó có những vùng hỗ trợ rất là tốt Và Con này nó có cái lịch sử giá của nó là khi thị trường bất ổn thì nó xuống nó sướng nó chỉ một hai nhịp xong bắt đầu nó lại tăng lên rất là nhanh nhanh và mạnh luôn đúng không nhanh và mạnh luôn cái giai đoạn mà tháng 1 này 19 tháng 1 mà nó chỉ sàn một cây xong bắt đầu nó rung rũ quanh quanh một hai cây xong nó tăng lên rất là nhanh tăng lên nhanh xong rồi những cái giai đoạn mà khi mà thị trường xác nhận rồi thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể bán FPT đi xong rồi các bạn chuyển sang những cái loại một loại hai hoặc những cái dòng nào mà phân tích kỹ thuật nó đạt rồi khi thị trường chung nó ổn định thì đánh rất là dễ, nhưng mà giai đoạn này thì đánh nó khó, các bạn phải hiểu như thế nhá. Khi mà thị trường chung mà nó uh, nó đã xác định hoặc là nó đánh ổn định rồi thì đánh rất là dễ và có dòng dòng dẫn dắt và khi nó break đỉnh nó thành công Như cái mã mà chủ đạo nó break đỉnh nó thành công ấy, thì nó đánh rất là dễ. Bây giờ đang thị trường đang như vậy rồi. Dịch bệnh nó như thế. Bây giờ xem tạo lập họ đánh như nào, đúng không? Mọi người tham gia tất tay trong giai đoạn này làm cái gì? giai đoạn này nó xấu như vậy thì tham gia tất tay mình nghĩ là không nên nhá tham gia tất tay không nên và tuyệt đối không sử dụng margin nhá tuyệt đối không sử dụng margin Thế anh vũ anh trong nhóm anh cũng hơi liều khi anh khuyến nghị con bid hôm qua hôm qua anh bảo là anh bắt đáy con bid bắt được margin thì con bid cũng là một trong những mã nó an toàn nhưng mà anh khuyến nghị mà sử dụng margin con bid cũng tương đối liều nhưng con bid là nó một trong những mã cứng của thị trường đấy nhá cứng thị trường nó về xuống cái vùng 43 nó khỏe rồi cho nên anh khuyến mọi người đánh margin con BID cũng có cơ sở đây con FPT này nó lịch sử giá mà khi cứ khi mà thị trường gặp khó khăn thì nó đánh lên xong rồi nó hồi phục rất là nhanh và khi thị trường UBO có thể con này sẽ giảm một ví dụ mà thị trường UBO đi nhá thị trường sàn đi nó sẽ cùng nắm tôi nghĩ con này về được cái vùng 79 xong nó lại sẽ đánh lên rất là mạnh mẽ thôi tôi nghĩ là con FPT này sẽ như vậy này các bạn này nó xây nền mạnh như này mà xong rồi nếu mà xuống thủng vùng 79 nó cùng nắm nó xuống cái vùng 71 đấy hỗ trợ giá như này thì nó rất là khó có thể xuống mạnh nhiều tại sao lại có hỗ trợ hỗ trợ là những cái vùng mà nhà đầu tư người ta đang cầm tiền đến những cái vùng này đúng không cầm tiền đến những cái vùng này thì người ta có thường có xu hướng là trạng lãi họ mới bán đúng không? về về hoa người ta thấy, ưu tiên người ta giữ và những cái con FPT này là một trong những mã mà lượng nhà đầu tư nó nhiều hơn lượng nhà đầu cơ nhé vì nó ăn ít nhưng mà nó ăn đều đều từng năm từng năm đấy kiểu như vậy HB, uh, VHM thì đấy mình phân tích rồi nó có những cái vùng hỗ trợ Techcombank cũng vậy Còn vùng hỗ trợ rất là mạnh bởi vì nó tích lũy rất là dài thì nó đánh lên được đấy, ok nhá Sau hôm nay phân tích như vậy đi uh, thị trường sắp tới thì cứ xem tạo lập họ đánh gì tham gia thì nếu các bạn tham gia liều thì các bạn tham gia Với số lượng tiền nhỏ và chọn những cái mã an toàn và chủ đạo và khi dòng tiền nó, uh, khi mà thị trường xác định nó sẽ hướng với những cái dòng tiền đấy hơn chứ nó không đánh loại hai đâu loại hai phải khi mà thị trường ổn ổn rồi đúng không thị trường FOMO mà tăng điểm mạnh mẽ và đến một sóng mới ấy, thì bắt đầu là dòng loại 2 nó mới có dư địa. Còn trong những cái giai đoạn mà uh, khó khăn như này thì dòng loại 2 tôi nghĩ nó không có dư địa để mà tăng nhiều đâu. Đấy, dòng loại hoài. nhá. Ok. Hôm nay phân tích vậy thôi nhá. Các bạn nào muốn tham gia dùng khuyến nghị thì phân tích trong phiên thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên và các bạn nào tham gia dùng khuyến nghị uh, trong phiên cũng như là tham gia nhóm chat và tham gia khóa học phân tích kỹ thuật phân tích căn bản, chọn điểm mua điểm bán và phân tích dòng tiền, đọc tâm lý nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức thì các bạn lý gì từ 5 triệu trở lên các bạn sẽ tham gia khóa học, học nhá và tham gia tất cả các zoom, ok. Mọi người không hiểu gì thì bình luận ở phía dưới nhá, bình luận ở phía dưới.